Chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, Võ Kiều Vân xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Quá. Hiện tại em dưới 30 chút xíu, và hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là dạ, gì? Em là ca sĩ. Mà em? Dạ em là Khởi Phong. Hiện tại thì em đang là manager của bạn Vân. Và em là nhạc sĩ chuyên sản xuất những cái MV ca nhạc của Vân. Và tất cả những cái dòng nhạc Vân hát là từ ballad, bolero, dân ca thì em đều viết cho Vân. Coi như là chồng đàn vợ hát. Dạ. Nghĩa là lọt sàn xuống nia, nước chảy chỗ trũng, không có mất đi đồng nào. Dạ, dạ đúng rồi đó. Vô hết, không có thoát một miếng. Cái này là không phải là mình tham đâu, mà tại vì ngày xưa tụi em nói chung là không có điều kiện nhiều, nên là cái gì mình cũng phải tự học, mình tự làm. Hai bạn hãy kể cho anh nghe câu chuyện của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè, và lần đầu tiên em gặp chàng trai này em ấn tượng. Dạ em gặp anh Phong là lúc tụi em đi hát chương trình từ thiện. Chồng em mới đầu em gặp hiền lắm. Trời em nói sao giờ này còn xuất hiện một người đàn ông trên thế giới này mà sao hiền dữ vậy trời. Giờ nhìn thấy cũng hiền mà. Dạ không đâu, cũng quỷ ma hơn nhiều. Trời ơi, giờ là quỷ ma rồi. Dạ hiền mà thấy nói em thấy sao người ta ăn hiếp nhiều quá. Xong giống như là tự nhiên em thương người này, em muốn bảo vệ người này vậy đó. Trời ơi em giống như là người đàn ông vậy đó. Ôi men lắm anh, lúc đó là giống như là hả, ngày xưa mình hay gọi là tomboy á. Ôi men lắm, tính cách mà giống như là không chơi phụ nữ, không chơi con gái đâu. Chơi mấy đàn ông không à. Đó, trong cái chuyến đi từ thiện hôm đó thì tụi em có duyên ngồi chung xe, tại cái anh làm từ thiện thì bữa đó là em nhớ là ở Bến Tre. Cái làm cái duyên sao á là bạn này ngồi kế em luôn. Sau cái buổi đó thì về thì hai đứa mới tìm hiểu, hai đứa nói chuyện, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên á là cái tính tốt rồi đó. Nói chung là tốt tính mới đi từ thiện đó. Trời hai đứa em thử ông này. Đi từ thiện xong ghé được cái chỗ đó là mình được mua mấy cái đồ mà đặc sản đó anh, để đem về. Trời hôm nay vợ mới nhớ nè. Ông dẫn vô ông hỏi em ăn kem không? Em nói dạ ăn. Rồi xong cái em tưởng đâu là hả đàn ông ghê lắng bao mình. Em mua quá trời đồ luôn, em thử cái ông này sao có mê gái không nha. Ai ngồi đâu hồi em ra em trả tiền quá trời trả luôn. Ông trả đúng một cây kem mời em thôi. Rất là rõ ràng luôn. Tại vì ông nói ông mời em mà. Dạ không có mê gái. Em nói ông này được nè, không có mê gái tôi. Okay. Không có bị bệnh mê gái. Dạ đúng rồi đó. Dạ gái này là tính ăn cây kem xong rồi tính thử là xử nguyên một mớ đồ anh có trả hay không. Dạ đúng rồi đó. Không trả là ok. Tại sao em không ga lăng mà em chỉ trả có một cây kem thôi? Mua xong rồi cái em ra em tính tiền. Thì cái đó thì em tính tiền trước, còn bạn này bạn đi lựa bạn mua đồ sau đó thì em đâu không có để ý. Thì bạn mua đồ sau, bạn mua quá trời, bạn ra thì lúc đấy thì xe chạy rồi thì em mới thấy xe chạy thì thôi em lên xe em ngồi. Thì bạn cái sau bạn tưởng em chờ bạn tính tiền cho bạn, cái bạn đứng bạn nhìn em hoài. Lúc đó là em cũng chưa biết là bạn thử lòng mình đâu đúng không? Tất cả mọi người là ai mà thử lòng em là em không biết gì. Ráng chịu đó. Dạ. Bao lâu thì bên nào mới tỏ tình cho đằng kia? Tụi em quen nhau chính thức là trong từ cái hôm từ thiện đó về chắc khoảng 6 tháng. Mà em công nhận nha, đúng là hình như nói mà khi mà mình gặp người đó nói khi nào mình thích người đó mình không biết. Nhưng mà tự nhiên em cảm giác như là khi mà ông này ổng đi quay MV á thì á không có nhắn tin cho em, không có hỏi thăm nhiều, mà cũng là đang là bạn thôi. Tự nhiên em thấy em quạo, em bực, em khó chịu. Ghen luôn. Cái rồi cảm thấy là thương nhau luôn á. Không bao giờ mà chính thức nói là mình yêu nha em hay gì đó. Không có. Hiền lắm. Nhưng mà sao tụi em lại nhớ được là sau 6 tháng là tụi em chính thức yêu nhau? Nó là nó có cái mốc cột mốc đó. Dạ, có một cái sự kiện là lúc đấy Vân đang đi hát nhóm. Nhóm Vân là nhóm Olala. Dạ. Dạ ngày xưa em gặp anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em nhỏ anh không nhớ. Trong đồng 16 là dính nhiều lắm. Thì cái thời điểm mà em gặp Vân thì cái show nó ít rồi. Đó, cuộc sống khó khăn hơn. Trong đó thì các bạn mới là rã nhóm. Thì em mới kêu là thôi bây giờ bà về đây cho tôi làm cho. Đó là em mới bắt đầu em làm sản phẩm đầu tiên cho Vân. Sau 6 tháng thôi mà. Dạ. Mình đã tìm được nhau đó phải không? Dạ đúng mà rồi. Có thể hiện không? Lần đầu tiên là ở rạp hát Hòa Bình lúc 3 giờ sáng. Đi đầu bà sáng kỷ niệm mà em cũng nổi da gà với bạn này nè. Sao? Đó là bạn này bạn ấy đi diễn chung ở Long Khánh về. Chị biết cái đường Long Khánh vào thời điểm đó họ đi chung với một chị ca sĩ nữa. Suốt cái quãng đường mà chạy từ Long Khánh về đây là chắc khoảng 2 tiếng đi xe máy. Trời ơi em lo em ngủ không được luôn á. Lúc là 12 giờ mấy 1 giờ diễn xong. Về tới nhà hát Hòa Bình 3 giờ sáng rồi. Cái em nhìn em thấy thương quá. Thì lúc đó là hôn cái. Vậy đó hả? Ở đó là nhát vào mình nhớ hoài cái cảnh đó luôn. Và sau khi mà quen em là em không bao giờ em cho đi cái kiểu đó nữa.
Tại vì á, mình con gái anh mà giống như ngày xưa mình không có nổi tiếng, mình là ca sĩ trẻ nó mình hát, rồi đi hát tỉnh sợ mấy cái ông vậy đó, dê lắm, kiểu như là thấy con gái mới lớn mưng mởn à. Mấy công vụ em sợ lắm, giống như không ai đụng được vô em đâu nha, nhưng mà thấy ông này hiền á, cái mình cảm giác là mình tin tưởng được, là không có vồ vập, không có là mình thấy ghê sợ vậy đó, thì em mới thương. Anh này như mới thấy có niềm tin. Dạ đúng rồi, em không ăn không thôi. Vậy thì cái lần đầu tiên là ai ăn ai trước? Em nhớ là ăn cái chứ sao mà ai ăn ai, ai ngỏ lời ăn trước. Ừ, à, em phải nói rõ văn phong mình. Cái thời gian đó là tụi em đi khách sạn hoài luôn á. rất là thiệt thà đúng không? Có sao nói vậy người ơi. Đó, không, nếu này là một công đôi việc, tại vì tụi em đi diễn nhiều. Đi diễn tụi ở khách sạn không à anh? Không bây rồi. Giờ lửa gần rơm thì lâu ngày cũng phải cháy thôi. Không lẽ giờ người con trai, người con gái vô khách sạn hai đứa nhìn nhau. Hai đứa là quen nhau mấy năm rồi cưng? Tới thời điểm này thì tụi em quen nhau là 9 năm rồi. 9 năm. Là dạ. cưới bao lâu rồi? Tụi em vừa mới cưới ngày 1 tháng 3 năm vừa rồi. À, thì tụi em là đến với nhau từ hai bàn tay trắng luôn. Xong rồi sau đó gặp nhau rồi cố gắng làm tất cả mọi thứ, mà em cũng may mắn ở một chỗ là tổ thương và khán giả cũng rất là thương em. Thì sau khi em ra được cái bài thứ hai là Yêu Là Phải Thương, thì bài đó là cái bài mà đình đám nhất của em. Thì lúc đó là coi như là chứ cuộc đời lên hương. Lên hương. Yêu Là Hương là chồng sáng tác. Dạ, chồng em viết luôn. Hòa âm phối khí luôn. Dạ. Thực hiện luôn. Quay dạ, video clip luôn. Dạ. Móc ống hết anh. Mới đầu là tụi em bán hàng, nói thẳng là kinh doanh online thêm. À. Lúc đó trời ơi khổ lắm. Em nhớ lần đầu tiên nha, xong rồi kinh doanh là em bị bơm hàng. Trời ơi, ổng vừa chở em đi hát còn vừa chở em đi ship hàng nữa. Em mới về bị bơm hàng, em nói với anh Phong, em nói với chồng em, chết rồi chồng ơi, mất hết tất cả rồi, trắng tay rồi. Cái phá sản rồi. Cái gì mà dữ vậy? Ủa mà đặt có 300 ngàn. Trời ơi, người ta đặt có 300 ngàn rồi. Nhưng mà anh biết sao không? Giống như giả tức, nhưng mà giống như mình không có vốn nhiều. Người này đặt cái này thì mới đi ra lấy à. Chứ không có kiểu bây giờ mà lấy hàng sẵn nữa à. Trời ơi, khổ quá, đi hát về có được tiền à. Ví dụ như 400-500 vậy đó. Xong rồi các em đi lấy hàng em bán, trời ơi nó nở lòng này nó bơm hàng em. Trời ơi, em về em bắt mặt xuống giường em khóc, em nói em này chồng ơi, trời ơi mất hết tất cả rồi, phá sản rồi chồng ơi. Có hàng chỉ giá có 300 ngàn đó. Dạ, phát bơm hàng em. Mà thật ra coi như cái vốn của bà là 310 ngàn đó. Dạ đó. Bây giờ là bơm khóc có 10 ngàn thôi đó. Cái xong chồng em nói thôi bà ơi, của đi thay người, còn người là còn của. Chính vì vậy mà sau đó mới có một bài hit đó. Dạ. Ai mà động tới kim ngân của bạn này là không thể nào mà động được hết. Ok, là giống như cái két sắt giữ tiền của em nè. Rồi bây giờ thì sao? Kinh khủng lắm. Bây giờ thì còn hơn vậy nữa. Rồi sẵn đây bây giờ mình tới luôn đi. Khui đi, khui bây giờ đi. Mình khui luôn đi. Tật xấu đó. Đi. Dạ. Tật xấu của ấy là gì nè? Tật xấu thì bạn này bạn có cái tính là cũng là tính đàn ông nữa. Ví dụ để tự giác làm thì không có sao đâu. Mà ví dụ, em thấy cái nhà dơ quá đi. Em kêu bà ơi cầm cái chổi quét nhà đi, là hồi cái chổi bày vô em luôn. Xong rồi cái dập như nè, trời ơi đi mà muốn sập cái nhà luôn á, lên lầu. Không làm luôn. Kêu, dạ, không làm luôn. Chỉ cần mà kêu luôn. Đi nhẹ lại thôi là thấy cảnh luôn. Dạ. Bình thường á, ví dụ như em thấy đi, em sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Em làm giống như là cho em gom từng một hộp bụi một luôn. Nhưng mà đến khi em làm biến lên rồi á, mà kêu bà ơi quét nhà đi hay bà ơi lau nhà đi, có mơ không có chuyện đó đâu nha. Xếp vô cái tính gì ta? Tính bị quạo, tính bị kỳ. Dạ. Căng ha, cọc căng. Dạ, nóng tính. Nóng sản. Dạ, nóng tính đúng rồi đó. Còn gì không nè, nữ công gia chánh may giá tiêu thùa. Trời biết nấu ăn, biết biết làm gì. Cái đó là thôi ăn được kêu tiền tới luôn cái gì đó. Dạ. Nhà, không, bây giờ bây giờ hồi nấu rồi. Mà ngày xưa á, em nhớ thời gian lúc đầu em quen á, là có một cái món mà tới 9 năm nay chưa giờ em ăn lại món luôn. Món ngon lắm á chồng. Trời ơi, em sợ mà giống như món đó, giống như mấy món kinh dị vậy đó. Là trời ơi, em lên mạng em học đàng hoàng chứ bộ. Mình cũng muốn chăm sóc người mình yêu như thế nào. Tại vì hồi nhỏ giờ mẹ em toàn nấu cho em ăn không à. Có mình em mà cưng lắm. Món canh cà trứng. Em ăn một lần là anh tin ông là một cái vị đó là có nhiều trứng là cho vô hết luôn á. Vậy là canh trứng rồi. Đâu trứng gì đâu cả. Đúc trứng. Ở một cái nồi vậy nè, có hai đứa ăn vào một cái nồi. Trời ơi, em ăn mà ăn cả ngày cái nồi đó mà tới giờ em không dám ăn lại luôn. Bây giờ là nấu ngon rồi, rồi. Nấu là coi như là good rồi. Còn cái gì nữa? Cái lộn thì bạn này là giống như độc rác, còn em thì em im lặng em ngồi em nghe. Là xong rồi cái em đi chỗ khác, coi như mình có muốn dừng cái câu chuyện đó ở đó đi. Mình không muốn tranh luận nữa. Thì em đi chỗ khác thì cái hồi bạn không thấy em, cái bạn gọi điện bạn nói nữa. Nói nữa? Dạ. Là tới khi nào mà cảm thấy là hài lòng vậy thôi. Cảm thấy là chỗ cúp máy khóa máy luôn xong. Dừng em khóa máy luôn đó em. Vô phòng ở một mình luôn, để em ở ngoài luôn. Em đập cửa phòng. Vô ngoài luôn. Dạ.
Xong rồi cái trả lời là em là nói thôi bây giờ để cho chồng ngủ đi, vợ đừng nói nữa. Xong rồi đập cửa phòng luôn, xong rồi mở cửa cho em vô. Không có giận nhau quá một ngày luôn. À dạ. Thôi vậy là được rồi. Mà bị nhây đó. Nói dạ, đúng rồi đó. Nhây đó. Dạ đúng, nói, chính xác. Nó không sẵn nói nhây. Đó là hai tính xấu của cô này. Dạ. À. Còn anh này thì sao nè? Tới em đó Vân. Trời ơi, chồng em không có tính xấu. Không, em cũng có rất là nóng tính. Chỉ có là nóng tính với lại kỹ tính khó tính thôi. Nhưng mà nóng tính thì mỗi lần kia nhau là ông ra chiêm ơi. Chồng em không có tính xấu, nó kể một hồi là chồng nhiều lắm. Nóng tính. Ủa nhưng mà em nghĩ mấy đứa này. Nóng tính gì? Nóng tính là kỹ tính nè. À, khó tính dạ, đúng là ba cái đâu, ví dụ như bây giờ nè, cái khó tính là cái gì nè? Dạ khó tính trong công việc. À. Ôi công việc em khó lắm, công việc là trời ơi em khóc trong phòng thu hoài luôn. Ôi, bình thường trong cuộc sống thì em lại không có cái tính đó nha, nhưng mà khi mà đụng tới công việc cái hồi là trời ơi, em khó tính lắm luôn á, em dễ quạo lắm. Ừ. Dạ. Rồi còn kỹ tính thì sao? Kỹ tính cũng trong công việc luôn. Nói chung là cái cuộc sống ở ngoài bình thường anh Phong, em muốn làm gì làm dễ lắm, không sao hết trơn á. Ừ. Còn mà đụng tới công việc thì lại rất là khó với em, nhiều kỹ nha. Đội mặt đấy, đội mặt hôm nay chồng em lựa luôn. À. Lựa em mới được mặc à. Đó. Rồi đồ diễn em cũng vậy, chồng em lựa luôn. Tất cả mọi thứ, thiết kế đồ, đưa mẫu cho người ta luôn, để thiết kế cho em luôn. Bạn này bạn có bôi cái gu của bạn ấy không phải là trên sân khấu. Đó là lên sân khấu mà trong khi đó khán giả ở mình đi tỉnh nhiều, khán giả ở tỉnh thì họ lại không phải lấp lánh kim sa học lộ. Vậy đó mà mặc đồ mà ai chê, bầu xô chê là gọi điện em mà chửi em không à. Rồi coi như là tất cả những cái chương trình gì mà bạn ấy tự lựa đồ á là coi như là em coi như là phải xong mà về là em là em bị sai quá sai à. Em sợ quá thôi, bây giờ từ em cái đó là em ôm luôn. Rồi bây giờ là em là hiện tại là manager nè, stylist nè, viết nhạc, tài xế, bấm đĩa, Oxin, rồi Oxin, rồi nói chung là chỗ hồi tại hồi là em bà vú nó Oxin bà vú chăm đó. Vậy ở nhà nấu cơm em ăn luôn, nấu cơm rất là ngon, nấu là ăn rất là ngon luôn. Tại vì sao khó tính quá tự nấu đi. Chứ giờ sao giờ? Hai đứa con bé chưa? Dạ chưa. Rồi mai mốt đi đây rồi là ông vú luôn. Đó. Dạ. Như là lo luôn hai đứa luôn đó. Có mong muốn chồng thay đổi gì không? Có bớt kỹ hay bớt khó hay là bớt nóng không? Dạ không, chồng em tốt lắm, chị vậy luôn phải dạ, không? Dạ đàng hoàng lắm. Tại vì bây giờ thay đổi mai mốt sao làm bà vú cho con mình. Dạ đó. Đúng rồi. Trời. Còn em có muốn bạn này thay đổi gì không? Riêng em thì em muốn bạn này sao chồng coi cho được nha chồng. Uy hiếp quá, ở đây em không biết tối có phòng ở lại em. Sao Phong? Em thấy lo. Không nói chứ thực ra bạn này đối với em là rất good rồi. Còn duy nhất một cái vấn đề thôi là bạn ấy không biết tự trưng diện với mua sắm cho bản thân. Rồi em kêu là thôi bà đi shopping đi, bà đi mua đồ đi, mà 10 lần đi là mua đồ cho em không à. Okay. Em chỉ mong là sau này bạn đi mua nên biết chăm sóc cho bản thân mình. Đi đâu á cảnh, ủa hôm nay vợ mặc đồ gì vậy chồng? Đó bà tự kiếm đi. Dạ đúng rồi, em đi đâu nhi, bây giờ em bị em quen rồi đó. Thôi em đi đâu em cũng hỏi là ủa dòng giờ vợ mặc đồ gì vậy? Em đi ra ngoài đi ăn em cũng hỏi, em đi gặp ai em cũng hỏi là chị hôm nay em mặc đồ gì cho nó hợp. Chứ rồi nó giống như thành một cái thói quen vậy. Em mong muốn là bạn này tự luôn á hả? Dạ. Sao tự được? Tự rồi xong bị fail nữa. Thì nói tóm lại là cố gắng là những cái đồ mà về diễn thì em phải làm stylist là em phải chịu thôi. Phong muốn em phải mạnh mẽ, có những lúc á mà mình phải tự quyết định mọi thứ chứ không là mình cứ cái thói quen mà để người khác quyết định cho mình rất là nguy hiểm. Không, ngày xưa em mạnh mẽ lắm nha. Lúc mà hai tụi em lúc mà khổ á, mà em không biết sao càng ngày giống như là bị thay đổi năng lượng vậy đó. Em lật qua hết cho anh Phong, còn anh Phong bây giờ là giống như bù đắp lại hết cho em luôn. Vậy là thôi bắt đầu từ bữa nay đổi đi 50-50 nghe em. 50-50 trở lại như vậy. Nghe. Ok. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến. Rồi dạ. À đây là cô dâu đang có em bé đúng không? Đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ em xin giới thiệu với chị đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Là một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng hỏi với em luôn á chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh, em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi ạ. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về sản phẩm gì? Em làm về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy ạ. Rồi, mời cưng. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ.
Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ em mới đây ạ. À tức là mới vô chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy á. Nhờ ông Mũ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Dạ. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi. Tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Thấy vậy chứ hít đất hả, trời ơi siêu vô địch luôn đó nha. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi hình như em chả biết hít đất hay sao á. Hả, giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết. Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là ý chưa. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp mình sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Hả? Rồi giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á, đầu năm tháng vào tháng 3. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ. Thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em ấy tò mò là sao anh này không có chân vậy, sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè, rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh, em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân. Anh chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Vậy vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào và mình phải vượt qua nó như thế nào.
mình có rất là nhiều mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều đỡ em tìm hiểu thêm, vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh, vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chị mới có ngưỡng mộ trên đấy là Facebook trong thâm tâm thôi. Là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. À vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán mà làm sao em tìm được ảnh. Lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho anh được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho anh được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm. Phải kiếm cho mình được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không. Nhưng vô tình lại hiện anh lên, lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Ở cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vợ chồng em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vợ. Tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên. Nghĩ vô tình cũng như cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh. Anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Sau đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều. Thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em á thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Thì những người khác thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là
Em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng mà do một lần tình cờ mà lửa chén trong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á, thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy, thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại, thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn, rồi xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ở xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn đó. Thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu, có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều. Thì mình mời cái về là cũng về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đó. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết, rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thế lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà 1 tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi, em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể là sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của ảnh là có người chị bạn gái của ảnh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước, tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không. Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu.
Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ mới đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Dạ. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em ra làm sao? Gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê bắt xe lên thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm nay Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép vợ em tìm hiểu nhau, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ. Em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn, thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Đấy, lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, và gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái ôm đó là đưa về nhà làm nhân viên luôn đó, đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và vậy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà em nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng
muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở mình gặp ở Gia Lai rồi á, thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống, mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc Phương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á, là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Dạ, đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ, vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có em nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ chọn đi chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó đi rồi. Rồi sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động, em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Hay nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là ủa tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, người dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em biết sao? Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin bằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt em lại không có quần, kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là
mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó, thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Chị biết không, có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ thương không... á, cái bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng. Đúng rồi. Và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ giống là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu ngoài kia anh đi làm. Anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đầy quá đi. Đang quá trời lạc đề luôn. Đang là cái phần kia. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp chứ tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị cũng nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lâu cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lâu. Rồi chồng giục đồ, giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm, rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về làm là vợ, xong rồi bây giờ có cơ duyên có con.
anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa. Mà lúc vết thương bị đau, bảo anh nghỉ thì anh cũng không chịu nghỉ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị ra co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được, em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang lên sóng mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình, rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Thì nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Ừ. Thì dạ, đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ mà làm một chỗ và về ở một chỗ. Dạ, làm một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua tầm 5 phút thôi. Dạ, hiện tại bây giờ em mới vợ về ở với bố mẹ. Dạ, thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng dạ, nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Dạ. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Dạ. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Dạ. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là em có làm nhưng mà dù giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ như làm cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ nó sẽ không lo nhiều, còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Thành ra là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Nhưng mình cũng giống như là một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để cho người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thật ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có lương luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gán đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nói với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi, hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến là mọi thứ, thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó thì bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, hình như nó mới coi trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Yeah. Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị
ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè, khóc nhè. Dạ, rất hay khóc nhè. Ờ, chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa mà chê. Dạ, là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc. Không, tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Yeah. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Yeah. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Yeah. Yeah. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chỉ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu. Là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vậy. Với lại chị, năm tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. À, cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Yeah, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Yeah. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biến trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Điểm chúc, em chúc cho nó luôn, năm sau chúc cái này chúc trước luôn đi, chúc trước thôi, hay là thôi để nữa đi em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó, đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Yeah.